Rồi chào anh em nha, hôm nay về được một ít cái bảo vệ lốc rim Thái. Cái loại này là cái loại hàng gọi là gì nhỉ, bảo vệ lốc mà nó sẽ gắn vào cái ốc bẩn anh em, chứ nó không phải là gắn vào cái lốc máy nhá. Thì một số anh em chúng ta bị cái tình trạng là anh em gắn cái bảo vệ này này mà và gắn vào cái lốc máy ấy, thì nó một thời gian là nước nó vào cái con ốc lốc ha, thì nó gây ra hiện tượng sét dính mẹ nó cái ốc lốc vào trong cái lốc luôn. Thì sửa chữa này kia là nó dính vào đây không có lấy ra được, phải đập bỏ bể lốc ha. Còn cái loại này thì nó gắn vào cái dàn ốc áo thì nó chịu nước tốt hơn đấy. Thì này nó giá của nó là vẫn như cũ nha anh em, 100.000 cặp thôi, rất là rẻ. Hàng này là hàng dạng nan dày nha anh em, đừng so sánh với những cái loại gắn vô cái bảo vệ, gắn vô cái lốc nha. Gắn cái loại gắn vô cái lốc là cái thanh này nó bé tí ti à. Cái loại này anh em có thể nhìn thấy này, đây này, ngón út của mình này nó to bằng nửa ngón út luôn đấy, thấy không? Đó, thì cái loại này là hàng chuẩn nha anh em, thì nó sẽ gắn vào bảo vệ lốc. Loại này thì 100.000 một cặp, anh em là chúng ta lấy số lượng thì liên hệ với shop mình nha. Này hàng về nhiều, được vài trăm cặp đủ cung cấp cho anh em nha. Cảm ơn quý anh em rất là nhiều, anh em nào có nhu cầu cứ liên hệ mình nha. Cái này nó gắn được cho super để đi Thái nha anh em. Đó, super đi Thái đi lùi gắn được.